Kính chào các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu. Gần 95% đại biểu Quốc hội của Việt Nam đã bỏ phiếu tán thành trong thủ tục phê chuẩn hai Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Hai trang Facebook chính của Việt Nam và Liên minh châu Âu cho hay vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2020 như vậy. Và sau khi Quốc hội Việt Nam hoàn tất thủ tục phê chuẩn hai hiệp định nêu trên, Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam, viết tắt là EVFTA, dự kiến có hiệu lực ngay trong mùa hè này. Trang Facebook của Phái đoàn châu Âu ở Hà Nội cũng cho biết như vậy. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với tỷ lệ 94,62%. Trang thông tin của Chính phủ Việt Nam đưa ra bình luận rằng Hiệp định Thương mại Tự do giúp đa dạng hóa thị trường nước ta để không phụ thuộc vào sự giới hạn của một số thị trường, đồng thời có tác dụng là đòn bẩy kích thích các đối tác tăng cường quan hệ thương mại đầu tư với Việt Nam. Tuy nhiên, trang thông tin của Chính phủ không nói cụ thể một số thị trường đó là những quốc gia hay những khu vực nào. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhấn mạnh đến một điểm rất quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA là nhờ hiệp định Việt Nam có thể tạo thế cân bằng giữa các khối lớn với nhau trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng lưu ý đến tình trạng trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam. Ông nói, nếu nền kinh tế của Trung Quốc chậm lại, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến cả thế giới. Muốn duy trì tăng trưởng cao, tôi nghĩ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu là rất quan trọng. Trong khi Việt Nam đang chịu thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc, lên tới hơn 34 tỷ đô la trong năm 2019, thì châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam chỉ sau Mỹ mà thôi. Thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, Việt Nam có thể tiếp cận một thị trường tiềm năng với dân số hơn 500 triệu người. GDP cũng khoảng 15.000 tỷ đô la, chiếm 22% GDP toàn cầu. Trang thông tin chính phủ cũng nhận xét vào hôm 8 tháng 6 như vậy. Và đánh giá chung, tiến sĩ Nguyễn Quang A tiên liệu với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA sẽ làm cho xuất khẩu của Việt Nam hiệu quả hơn và quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu sẽ tốt lên, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng hiệp định giúp tạo công ăn việc làm. Đây là hình ảnh hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Trang thông tin chính phủ dự báo ngày 8 tháng 6 rằng Hiệp định Thương mại Tự do sẽ giúp tăng thêm khoảng 146.000 việc làm mỗi năm ở Việt Nam. Cùng loan tin về việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, trang Facebook của Phái đoàn châu Âu ở Hà Nội nói khi có hiệu lực, Hiệp định Thương mại sẽ mang lại những tác động tích cực ngay lập tức cho các doanh nghiệp ở cả Việt Nam và châu Âu. Kể từ ngày đầu tiên có hiệu lực, việc cắt giảm thuế quan sẽ áp dụng 65% hàng xuất khẩu của châu Âu sang Việt Nam và 71% hàng hóa mà châu Âu nhập khẩu từ Việt Nam. Facebook của phái đoàn này cho biết. Do tác động từ việc cắt giảm thuế, phía Việt Nam dự báo tổng mức thu giảm đối với ngân sách này là trên 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư, thương mại được kỳ vọng sẽ sôi động hơn, với tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, đem lại tăng thu nội địa khoảng 7.000 tỷ đồng trong giai đoạn tính từ 2020 cho đến 2030. Thông tin của chính phủ đặt ra dự kiến như vậy. Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được cho là sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18% cho đến 3,25% cho giai đoạn 5 năm đầu tiên thực hiện. Trang Facebook của Chính phủ Việt Nam nhận định. Và từ năm thứ 6 đến năm thứ 10, Hiệp định Thương mại Tự do có thể giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm từ 4,57% cho đến 5,3% và hơn 7% đến gần 8% cho giai đoạn từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 thực hiện hiệp định. Việt Nam xem Hiệp định Thương mại Tự do là cơ hội để có thể thu hút thêm các nhà đầu tư từ châu Âu trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, dịch vụ, thông tin chính phủ cho biết như vậy. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA giữa đại diện châu Âu và Chính phủ Việt Nam tại Hà Nội diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm 2019 sau 9 năm đàm phán. Nói về lợi ích mà Hiệp định mang lại cho khối châu Âu, phía Việt Nam dự báo nhập khẩu từ châu Âu sẽ tăng khoảng 33% vào năm 2025 và gần 37% vào năm 2030.
tập trung vào một số mặt hàng như phương tiện và thiết bị vận tải, máy móc, thiết bị phụ tùng, điện thoại và linh kiện điện tử, dược phẩm. Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam cách đây 4 tháng vào hồi tháng 2 năm 2020, bất chấp cảnh báo của một số thành viên nghị viện về mối đe dọa đối với việc làm ở châu Âu và các tổ chức binh vực nhân quyền xã hội dân sự về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội ở Việt Nam, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA chứa đựng các điều khoản, theo đó Việt Nam cam kết sẽ thông qua hai dự luật về bãi bỏ lao động cưỡng bức và cho phép tự do lập hội. Ngoài ra, có một điều khoản quy định rằng thỏa thuận thương mại này sẽ bị đình chỉ nếu có vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, trong quá trình đưa ra về hiệp định này, Đại tiếng nói Hoa Kỳ cũng nhận thấy các tổ chức bảo vệ nhân quyền không giấu thái độ hoài nghi về khả năng Hiệp định Thương mại Tự do có ảnh hưởng tích cực tới tình hình nhân quyền, còn bị xem là tồi tệ ở Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF có trụ sở Paris vào hôm 26 tháng 5 năm 2020 đã ra thông báo đòi hỏi và trả lại tự do cho hai nhà báo độc lập là Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam gây áp lực để chấm dứt chiến dịch trấn áp mới này. Blogger Nguyễn Tường Thụy đã bị bắt tại Hà Nội hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 5 và di lý về Sài Gòn. Ông Thụy, 68 tuổi, là cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Hai ngày trước đó, ông Phạm Chí Thành, tức là bút hiệu là Phạm Thành, cũng bị bắt tại nhà ở Hà Nội theo điều 117 luật hình sự, tức là tội chống nhà nước, và đang bị tạm giam. Ông Phạm Thành là chủ trang blog Bà Đầm Xòe, vừa công bố một cuốn sách mang tựa đề Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Ông cũng là hội viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Đây là hình ảnh các thành viên sáng lập trong lễ ra mắt của Hội Nhà báo Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Trong bức ảnh này có 4 nhà báo đã bị bắt theo thứ tự: Trương Minh Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy. Ông Dane Bastat, phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tuyên bố, việc bắt giữ hai ông Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành là một gáo nước lạnh cho những ai đang cố gắng tranh luận công khai tại Việt Nam trong bối cảnh sắp đến Đại hội Đảng lần thứ 13. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam, đứng đầu là Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ, gây áp lực để Hà Nội chấm dứt trấn áp. Ông Basta cũng nhắc lại, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã bị bắt từ tháng 11 năm 2019 và từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao danh hiệu Anh hùng thông tin. Việt Nam hiện đứng thứ 175 trên tổng số 180 trong danh sách tự do báo chí thế giới mà tổ chức này xếp. Và bình luận về việc bắt giam các nhà báo độc lập, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đã nói như sau: chắc chắn có liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cũng có thể liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do, bây giờ thì coi như đã xong và họ có thể rảnh tay hơn. Một hình mẫu khá quen thuộc được thực hiện như sau: gần đến những sự kiện lớn như là Đại hội Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, các vụ án nổi cộm, các cuộc viếng thăm cấp cao, gần đến các vụ án nổi cộm, Đồng Tâm chẳng hạn và nhiều sự kiện khác, an ninh Việt Nam luôn có các vụ bắt bớ như vậy và nhân danh giữ an ninh và chắc chắn liên quan đến sự đối nội. Đối ngoại thì có thể trong hoàn cảnh cả thế giới bận bịu với dịch viêm phổi Vũ Hán và có lẽ ít lên tiếng hơn hay Hiệp định Thương mại Tự do đã xong, làm cho Đảng Cộng sản thấy thời cơ thuận tiện hơn để đàn áp và không có hậu quả quốc tế gì mấy. Người dân châu Âu nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng đa số nghị sĩ châu Âu đã bỏ phiếu thuận cho hai hiệp định này vào hôm 12 tháng 2 là vì họ không đủ hiểu biết để đối phó với những thủ thuật của phía Việt Nam. Nhưng cũng có người tin rằng với cơ chế giám sát chặt chẽ của châu Âu, các vi phạm sẽ được xem xét thấu đáo. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt vào năm 2019. Thì ba nhà báo mới bị bắt trong năm 2020 đều gần 70 tuổi và đều có nguồn gốc từ bộ máy nhà nước Cộng sản, bao gồm từ trái sang như Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Trần Đức Thạch. Từ Bruxelles, Bỉ, ông Nguyễn Hoàng Hải, một người gốc Việt ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do, nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng cuộc bỏ phiếu hôm 12 tháng 2 vừa qua cho thấy phía châu Âu mặc cả non tay và bị hớ. Hiệp định này sẽ tốt cho kinh tế của hai bên, nhưng nhìn nhận rằng phía châu Âu đã bị hớ vì lẽ ra họ có thể đòi được nhiều hơn nữa những cái điều khoản về lao động, hình sự, nhưng họ đánh giá phía đối phương không đúng nên mặc cả sai. Họ không hớ về mặt kinh tế nhưng hớ về mặt vị thế của họ. Khi mà một đằng họ giao giảng về quyền con người nhưng một đằng họ lại không chú trọng việc đấy. Ông Hải thuật lại lời nghị viên Pháp Luc Man, Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền, viết trên trang tweet rằng
ngoài đứng thương mại ra, chúng ta còn có tương lai và các giá trị và các nguyên tắc đạo đức. Ngoài ra, nghị viên Glucksmann, người bỏ phiếu chống Hiệp định Thương mại Tự do, còn nói rằng chí ít Quốc hội châu Âu cũng đã nên hoãn việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do cho đến khi nhà báo Phạm Chí Dũng được trả lại tự do vì Phạm Chí Dũng vì viết thư cho chúng ta mà bị bắt. Tương tự như vậy, nghị sĩ Emmanuel Maurer cũng từ Pháp chỉ trích thỏa thuận thương mại này là không mang lại lợi ích cho công dân bình thường mà chỉ làm lợi một phần nhỏ các công ty muốn tận dụng lao động ở nước ngoài. Ông Hải bình luận thêm như sau: đại đa số các nghị sĩ không hiểu rõ về Việt Nam cho nên vừa rồi họ bỏ phiếu thuận cho Hiệp định Thương mại Tự do cũng là để điều dễ hiểu thôi. Lý do là họ rất nhiều hồ sơ khác được ưu tiên để theo dõi, nghiên cứu hơn, trong khi đó hồ sơ thương mại với Việt Nam thì dư luận châu Âu cũng như cử tri của họ cũng ít quan tâm. Ông nói tiếp, nhưng tôi là người bi quan, tôi nghĩ sự hiểu biết về Việt Nam của nghị viện châu Âu không đủ để đối phó với thủ thuật của chính phủ Việt Nam. Ông Hải nhận định về lời đe dọa của ông Victor Kula, nghị viên người Romania, nói sẽ hoãn hiệp định nếu phát hiện Việt Nam vi phạm nhân quyền. Ông nói như sau, nhóm đảng con người của ông Kula đe dọa rằng nếu có vi phạm nhân quyền, vi phạm những điều khoản thì Hiệp định Thương mại Tự do sẽ bị hoãn ngay lập tức. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Cái chết của người đảng viên 84 tuổi, Lê Đình Kình với những viên đạn kê sát vào đầu và trái tim ngay giường ngủ là một tội ác vi phạm nhân quyền ghê rợn nhất do chính Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo với hơn 3.000 tính biện động đàn áp người dân đồng tâm. Và ông nói tiếp, nhưng tôi nghĩ rằng việc hoãn Hiệp định Thương mại Tự do sẽ không dễ như ông ấy nói, vì hai bên đang buôn bán với nhau thì làm sao bắt người ta dừng xuất nhập khẩu hoặc đánh thuế đột ngột được. Điều này có thể gây bất mãn cho doanh nghiệp. Nhận định về cơ chế kiểm soát chung việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội châu Âu, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết tiếp như sau. Họ nói có một cơ chế rất mơ hồ rằng sẽ sử dụng Ủy ban chung giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội châu Âu để trao đổi thông tin và giám sát cùng nhau. Ý tưởng này là như vậy, nhưng Quốc hội Việt Nam, như nhiều người đã biết, là do Đảng Cộng sản chỉ đạo. Cụ thể trong vòng 5 năm nữa thì tôi nghĩ cũng không có gì thay đổi cả, bởi vì bộ luật hình sự như hiện nay thì vẫn chỉ cần họ đe dọa những người lãnh đạo của các tổ chức công đoàn độc lập thì những tổ chức này cũng không dám lên tiếng hoặc chỉ lên tiếng rất nhẹ nhàng. Và theo tổ chức theo dõi nhân quyền vào hôm 18 tháng 2 năm 2020 cũng kêu gọi châu Âu gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị cầm giam một ngày trước khi châu Âu và Việt Nam tiến hành đối thoại nhân quyền thường niên vào năm 2020. Tổ chức này cũng cho biết châu Âu đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài yêu cầu các cam kết về cải cách nhân quyền. Ông John Stephton, Giám đốc Vận động Châu Á của Tổ chức Nhân quyền Thế giới, nói trong một thông cáo như vậy. Và các nhà quan sát nhân quyền đề xuất rằng châu Âu nên thiết lập văn phòng chuyên trách nhân quyền tại Việt Nam bên cạnh việc lập các món giám sát độc lập của châu Âu để theo dõi tình trạng vi phạm nhân quyền, thăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam, hỗ trợ và đảm bảo sự hiện diện của các công đoàn độc lập và tổ chức điều trần về nhân quyền Việt Nam mỗi 6 tháng một lần. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020 với bản tin giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Quốc hội Việt Nam thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de